trình bày những bản nhạc của Giáng sinh. Các em đã khổ công tập từ hơn 2 tháng nay với rất nhiều hy sinh của các em như của cha mẹ. Và cũng xin đặc biệt cảm ơn thầy Peter, thầy Phúc đã cố gắng tập cho các em hát được ngày hôm nay. Xin cho các em được một tràng pháo tay. Chúng ta đã giúp cho cuốn sách này và các thầy giáo để chúng ta có các em có đi giữ lại để kỷ niệm. Và đó xin cảm ơn quý vị và sau đây các em của giáo sứ, các em của giáo sứ sẽ trình diễn phần múa thiên thần trình diễn vào đây. Thank you.